Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng bóng88.com phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và một số địa phương trong cả nước. Thượng tá Cao Phú, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, quyết định truy tìm người có họ tên Trần Quang Trung, sinh ngày 10 tháng 6 năm 2001, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, nơi đăng ký thường trú thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện ân Thi, tỉnh Hưng Yên họ tên cha Trần Văn Thành, họ tên mẹ Nguyễn Thị Hợp là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ. Yêu cầu điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng bóng88.com, phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hà Nội, Hưng Yên và một số địa phương trong cả nước giao cơ quan đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, chủ trì thực hiện các công tác biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định, đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra PC02 Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 79A, Trưng Chắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, liên hệ qua số điện thoại 0971 532 299 hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng. Nguyễn Thị Hồng Bích, 36 tuổi, bị công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra về việc đầu độc cháu ruột bằng chất độc cyanua. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng B, 36 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, B và các thành viên trong gia đình thường có hiểm khích, mâu thuẫn. Bực tức bà ta mua chất độc cyanua để đầu độc cháu ruột là NHBT, 18 tuổi, cùng sống ở xã Vĩnh Thanh. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều trị bệnh nhân T trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Qua xét nghiệm, bệnh viện phát hiện trong người bệnh nhân này có chứa chất cyanua. Được biết cyanua là chất cực độc khi vào cơ thể một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án. Gần đây, nhiều vụ việc quay lén bị phát giác khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bày tỏ lo lắng về tình trạng này có thể diễn ra ở nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch. Chiều ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khắc G, sinh năm 1987 trú tại thị xã Hồng Lĩnh, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 9 năm 2023, Nguyễn Khắc G đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giả vờ thuê phòng. Tại đây, G đã lắp các thiết bị quay lén để ghi lại cảnh nhạy cảm của khách. Sau đó, G dùng Facebook ảo liên hệ, nhắn tin cho bị hại. Dọa sẽ tung cảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân bạn bè của bị hại nhằm mục đích tống tiền. Với thủ đoạn trên, G đã chiếm đoạt 11 triệu đồng từ bị hại. Tập đoàn San phủ nhận trách nhiệm về tình trạng nơi ở tồi tệ của nhóm lao động người Việt và khẳng định họ không ngược đãi lao động. Trang tin địa phương Dynamo News Now Canada đăng tải một nhóm 16 lao động người Việt tại thành phố Port Alberni trên đảo Vancouver thuộc tỉnh British Columbia đã được hỗ trợ chuyển đi nơi khác khi cơ quan chức năng nhận được khiếu nại về việc họ đang phải sống trong tình trạng tồi tệ. Nhóm người này cho biết họ đã trả 30.000 đô la Canada để đến Canada làm việc cho một nhà máy thuộc tập đoàn săn. Những người này đến Canada vì tin vào lời hứa sẽ được trả lương cùng hỗ trợ chỗ ở. Bà Kim Chan, một phụ nữ địa phương gốc Việt đang giúp đỡ nhóm lao động Việt Nam khẳng định những người này đang sống trong điều kiện tồi tệ và không được công ty đối xử đúng mực. Theo nghiên cứu, tại 11 tỉnh, thành phố, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Bên cạnh đó, chỉ trong năm 2023 đã có hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Chia sẻ về vấn đề chính sách khuyến nghị đối với thuốc lá điện tử, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không được cấp phép nhập khẩu, quảng cáo và bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm lậu được bán khá tràn lan, việc thực thi rất yếu. WHO cũng khuyến nghị quốc hội cần ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất phân phối và bán các sản phẩm nicotine, hệ thống phân phối điện tử không chứa nicotine đồng thời cấm quảng cáo khuyến mại các sản phẩm này tại Việt Nam, có quy định rõ trách nhiệm thực thi và chế tài. Chia sẻ tại hội thảo, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, thuốc lá thế hệ mới ngày càng thay đổi đa dạng khó kiểm soát, trong đó mới nhất là thế hệ thứ tư hay còn gọi là post mốt với nhiều hình dáng kích thước, có các bình đế, tương thích, nạp chứa nhiều lần, chứa nicotine, cần sa tổng hợp, hương vị, vân vân.